Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Biên, mình đến từ nha khoa Ocean. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn những điều cần tránh sau khi đi lấy cao răng. Sau khi đi lấy cao răng, bệnh nhân hay gặp nhất là triệu chứng ê buốt, đau nhức vì lợi bị tụt do cao răng bám chặt vào chân răng, khiến các cái tổ chức dây chằng xung quanh răng bị giãn ra, làm cho răng lung lay. Các tổ chức mô răng rất mỏng, rất dễ bị kích thích bởi các tác nhân như là nóng lạnh và chua cay. Nên ăn những đồ ăn có chứa nhiều chất xơ, vitamin như hoa quả, rau xanh để bổ sung khoáng chất tái khoáng men răng. Nên uống thêm sữa tươi giúp bổ sung thêm canxi cho răng. Nên chải răng một ngày từ 2 đến 3 lần sau khi ăn 30 phút. Lựa chọn bàn chải có kích thước phù hợp, lớp bàn chải mềm, chải răng theo chiều cao của răng hoặc đánh theo vòng tròn sẽ không gây hại cho răng. Đối với bệnh nhân bị viêm lợi cần điều trị bằng máng chống viêm và kem đánh răng có chứa fluor, nước súc miệng, chlorhexidine nồng độ 0,12% để diệt khuẩn, điều trị viêm lợi tại chỗ. Đối với trường hợp bệnh nhân bị ê buốt cần điều trị với kem đánh răng và nước súc miệng chống ê buốt kết hợp với bôi thuốc tái khoáng chống ê buốt tại phòng khám. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.